Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình iGroup nhận tập cần có cái hiệu là UNI. Con này nó đã giá của nó rất là cao nha tất cả anh em. Hiện tại gần 5,80 đô cho một tập cần UNI Swap nha tất cả anh em. Đây thì một cái chương trình nó một tập cần này nó list lên một cái sàn là UNI Swap và một cái sàn Binance nha tất cả anh em. Hiện tại dòng một nó có một cái sự kiện là những người nào giao dịch trên sàn Uniswap sẽ nhận được 400 token Uniswap có khoảng tương đương khoảng hiện tại giá bây giờ 2.000 mấy đó. Thì tất cả anh em những bạn nào đang dòng 1 rồi thì tham gia chương trình iDrop dòng 2 luôn nha các bạn. Rồi để tham gia vào dán các bạn đi phần mô tả mình mở Telegram ra để chat với bot nữa tất cả các bạn. Đây nè, chương trình iDrop ta join Uniswap nhận 1.500 đô rip away rồi bấm đi nút ta nè. Vì càng miễn phí nên tặng rồi bấm vào join iDrop nha các bạn. Vì càng miễn phí nên các bạn tham gia chương trình iDrop đi. Rồi các bạn vào subscribe kênh YouTube của nó nè. Kênh channel của nó các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nè. Rồi các bạn trở ra nè, các bạn vào setting nè, các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy username nè các bạn. @anh1113. Rồi các bạn trở ra. Rồi các bạn ghi vào @anh1113. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Lưu ý có @ đâu mới được nha. Update balance. Rồi các bạn bấm vào một update balance coi. Đây các bạn, mình đã nhận được 400 token Uniswap nha các bạn. Đây là link ghép của mình nè các bạn. Các bạn lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Phan để mình kiếm cái một quýt gạo các bạn. Cái mai mình hết pin để mình lấy cái đồ sạc mình làm tiếp, các bạn thông cảm, các bạn chờ mình chút nha các bạn. Ây da, đừng tắt nguồn người tờ. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi để mình coi rút tiền coi. Các bạn nhấp vào menu nè. Chương trình iGroup này kết thúc vào ngày 25 tháng 9 các bạn. Các bạn cố gắng chia sẻ cho 10 ghép nha các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 100 Uniswap nè, bằng 300 đô nè, ít chứ. Phan đây mình coi một quýt gao qua. Ballot menu. Giờ này gấp rồi. Này mình làm rồi. À cái này sau khi các bạn tuyển được 10 ghép nó sẽ có cái mục withdraw đây nè các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ ERC 20 của mình vào các bạn. Sau khi các bạn tuyển 10 ghép nha các bạn, sẽ có cái mục withdraw chỗ này nè. Các bạn bấm vào menu chỗ này thì nó có cái mục withdraw nha các bạn. Vậy mình video mình kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ ERC 20 trên WeChat Wallet nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Vậy chào tạm biệt các bạn.